Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá sầu riêng mỗi ngày cũng như là thông tin về sầu riêng ha. Thì hôm qua với hôm nay thì em cũng có là cung cấp cho anh chị là những cái vấn đề về là sầu riêng của mình mà nó vượt ngưỡng anh chị, vượt ngưỡng cái KDMI đó. Thì hồi nãy là khoảng đâu là 2 tiếng trước nha, là em có lấy cái video của bạn là Huyền Sầu Riêng, em up lên trên kênh của em để cho anh chị tham khảo đó. Thì chị Huyền Sầu Riêng có phân tích rất là rõ là cái hàm lượng KDMI của mình nó từ đâu mà có, và cái nguyên nhân và cách khắc phục nó như thế nào, là do cái cách mình đi phân nó như thế nào anh chị. Thì em có up lên trên kênh của em đó, thì anh chị cũng có thể vào anh chị xem cho nó chi tiết ha. Và hiện tại là cái giá sầu riêng của mình á, thì nó nằm ở mức giá là nó cũng khoảng đâu là 80 mấy ngàn thôi. So với ngày hôm qua thì em thấy nó có lên khoảng đâu là 1-2 ngàn nha cô chú anh chị, nhưng mà nó chỉ lên đối với cái hàng loại nhất thôi, còn cái hàng mà loại nhì với loại C anh chị thì nó không có lên cao mấy đâu, mà nó sẽ nằm ở mức là thương lượng nha. Còn chi tiết nó như thế nào thì em ở đây thì em cập nhật từ những anh như là anh Giang Công nè, rồi anh Quỳnh Bé, bạn Quỳnh Bé nè, những cái dựa như là ở những cái khu vực như là Bình Phước, Đắk Lắk với Đồng Nai nha cô chú anh chị ha. Còn ở khu vực mà miền Tây thì em sẽ cập nhật của bạn là Quỳnh Nhi đó. Rồi mà chi tiết á, là cái loại nhất mà ở khu vực Bình Phước, Đắk Lắk, Đồng Nai anh chị, thì loại nhất bây giờ là nó 88 ngàn ha, là loại là từ 1.9 kg cho đến là 5.2 kg, là nó loại mà 2 học cho đến 7 học ha. Còn loại B á, là 73 ngàn, loại là từ 2 cho đến là 5 học, trái là từ 1.7 kg cho đến là 5.7 kg. Còn loại C là thương lượng nha. Còn đối với mà cái hàng mà Ri 6, cái loại nhất bây giờ là 60 ngàn nha cô chú anh chị, là học là từ 2 cho đến 7 học, trái là từ 1.9 kg cho đến là 5.2 kg ha. Còn loại B á, là 45 ngàn, là 2 cho đến là 5 học ha, trái là từ 1.7 kg cho đến là 5.7 kg. Còn loại C của mình là nó thương lượng nha anh chị ha. Còn những anh mà ở khu vực như là Bình Phước nè, Đắk Lắk với Đồng Nai á, mà anh chị mà muốn bán cái sầu riêng cho cái giá này á, thì em cho anh chị cái số liên hệ để anh chị liên hệ cái anh Long ha, là 094 266 09009 nó. Thì anh chị liên hệ là gặp anh Long ha, để mà biết chi tiết hơn về cái thông tin về sầu riêng ha. Thì đó là em cho anh chị về cái giá sầu riêng. Còn ở công ty Hải Thuận phát giá ở khu vực Bình Phước nha anh chị ha, là cơm 7,5 tuổi, cơm vàng bột, thì như bữa giờ em chia sẻ cho anh chị, thì đối với mà hàng chuẩn quy cách nha là 91, là hiện tại là 89 ngàn ha. Còn 82 là 88 ngàn, còn 73 là 87 ngàn, 64 là 86 ngàn, 55 là 85 đó. Còn thấp hơn nữa thì giá của mình là nó thương lượng nha anh chị ha, là chi tiết thì nó sẽ theo cái loại nhất của nó, cái loại nhất là từ 85 ngàn cho đến 89 ngàn, là 2 học cho đến 7 học, trái từ 1.9 kg cho đến là 5 kg đó. Còn loại B á, là bây giờ là nó khoảng đâu là 65 ngàn cho đến là 69 ngàn, loại là 2 học cho đến là 5 học ha, trái từ 1.8 kg cho đến là 5.5 kg. Còn loại C là 48 ngàn, loại 2 học, trái từ 1.2 kg cho đến là 5.5 kg ha. Cái này là em cập nhật tại công ty Hải Thuận nha anh chị, cái này là em cập nhật cho anh chị rất là chi tiết luôn. Và khu vực em cập nhật là thường xuyên á, là em cập nhật cho anh chị là khu vực là miền Đông với khu vực Tây Nguyên ha. Còn ở miền Tây anh chị thì bạn Quỳnh Nhi thì thành ra là em chỉ cập nhật những cái khu vực nào mà em nắm được, nhưng mà cơ bản thì cái giá của mình thì nó cũng không có chênh lệch gì nhiều nha anh chị ha. Miền Tây với miền Đông á, thường thường là giá nó ngang nhau. Còn ở Tây Nguyên á, thì giá của mình là nó có thể là nó sụt hơn 1-2 ngàn gì đó thôi, chứ thực chất thì nó cũng ngang ngang nha cô chú anh chị cũng không có quan tâm nhiều về cái vấn đề mà về giá nó đâu, nó cũng chênh lệch 1-2 ngàn thôi. Nhưng mà đa số thì cái thông tin mà từ dựa thì nó cập nhật cho mình á, thì cơ bản là nó giống nhau, nhưng mà nguồn chính thì là vẫn do là ở bên Trung Quốc nó ngá qua nha anh chị ha. Thì từ đó thì mình mới biết được cái giá, nhưng mà cái thông tin mà KDMI vượt ngưỡng thì anh chị cũng nên xem lại về cách đi phân thuốc vậy ha. Em thì không phải là chuyên về kỹ thuật cái loại cây này, chỉ biết về giá cũng như là nắm được cái thông tin nó nhiều á, thì em chia sẻ cho anh chị thôi. Còn chi tiết thì sẽ có những cái kênh mà chuyên chia sẻ về kỹ thuật á, anh chị nên theo dõi ha, để mình đi phân cho nó đúng. Có nhiều lúc á, cái phân ở dưới miền Tây á, nó đi được, cái khí hậu ở dưới đó nó đi được, còn ở miền Đông với miền Tây Nguyên nó sẽ không có đi được. Bởi vậy cái kỹ thuật nó đều khác nhau hết, anh chị lưu ý gì về cái phần đó ha. Rồi em cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại anh chị trong video sau.